Bằng bóng phở xin chào cả nhà thân thương từ con đèo 15 tầng thôn Cốc Trà. Cả nhà ơi, hôm nay bằng bóng phở trở lại thì đúng lúc bà con lại làm thu ngô, gieo ngô, trồng gieo hạt á, lại là không có làm đường được. Thôi thì để bằng bóng phở sau khi lễ hội rồi, bằng bóng phở muốn đi tham quan hết một vòng, con cập nhật lại cái con đèo 15 tầng thôn Cốc Trà coi tình hình sửa như thế nào, và cũng như là trở về thăm cái con đường vách đá Độ Phụ, con đường Lục Khinh ngày hôm nay nó ra sao và cái cấp trên như thế nào. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video cùng với bà bán phở cả nhà nha. Đây Trang đang trên đỉnh đèo gặp anh Duy, mọi người có nhớ anh Duy đèn năng lượng không? Đó, anh Duy đang chuẩn bị làm là anh Duy thi công mấy cái cống này đó ha. Dữ ha, thầu được cái này hen, ngon lành. Đây là cái nhánh của nhánh xuống nha cả nhà, ảnh đang làm tới nhánh xuống. Ở đây gần đỉnh đèo, xuống một xíu rồi chúng ta vẫn thấy cái thung lũng Xuân Trường kia, thấy chưa? Đó, thung lũng Xuân Trường chúng ta thấy khá là rõ luôn á. Wow, ủa vậy là phải dùng motor hả anh Duy? Phải làm bằng motor máy nổ hả? Trộn bê tông hay là cái gì? Dùi để nó làm mịn bê tông. Mịn bê tông hả? Mịn cái mặt nó bị gỗ. À, làm cái mặt đường cho nó mịn đó ha. Không, còn cái bê tông kia thì sao? Mình mua bê tông đó đó hả? Không mua mà là cái này là họ của nhà thầu họ. Còn mình thi công, người ta đưa nguyên liệu cho mình. Ừ. Như vậy nó đảm bảo chất lượng luôn ha. Đây, các anh đang thi công cái đường thoát nước nè. Đó, chúng ta thấy cái xe bây giờ cua rộng ngon lành chưa? Cua rộng ngon lành ha. Đó, đường quá rộng quá đẹp luôn. Chào con. Ủa bao lâu nhỉ? Đâu có tới 1 năm đâu mà ông lâu lắm, 1 năm ông thấy. Ông mới về có mấy tháng à. Đâu có lâu dữ gì đâu. Cả nhà ơi, bây giờ thì chúng ta cùng xem cái hình ảnh mà cái đường đi lên qua cái điểm view để chúng ta chụp hình với lại cái con đèo 15 tầng thôn Cốc Trà này cả nhà ha. Đây là cái con đường mà giống như con đường nương rẫy đó cả nhà, mà bà con vẫn đi nuôi dê đó, vẫn đi chăn dê. Bởi hôm nay bà bán phở quay những cái hình ảnh này á, là bởi vì á, cách đây mấy ngày, cách đây 3 ngày cả nhà, đúng cái ngày mà khai mạc lễ hội Hoa Lê á, thì có một cái tai nạn xảy ra. Anh ấy là người Đức đó. Đó. Nhưng mà không sao nha cả nhà, ảnh đã gửi lời cảm ơn, đã giúp đỡ ảnh rồi đó. Đây là cái con đường mà chúng ta thấy đó, nó cũng dưới những giữa nương rẫy thôi. Đó là cái hiện tại là con đường mòn. Bọn phổ quan sát thì thấy có những cái gọi là nguyên liệu xây dựng đá, người ta đã đổ ra để chuẩn bị bê tông hóa rồi.
Thực ra đây là một cái điều mà nếu mà chắc chắn là cái chuyện mà bê tông hóa này không phải là vì cái tai nạn của anh này, tại vì cái kế hoạch mà bê tông hóa là ngay từ năm trước rồi. Khi mà sửa lại con đường này, nó cùng với lại cùng một kế hoạch là nâng cấp cái con đường này luôn á, thì thực sự thì cái chuyện mà bê tông hóa như vậy á, là nó không giúp cho giảm cái tai nạn đâu, nhưng mà nó làm mất đi một cái sự thiên nhiên, nó đi một cái sự mất đi cái sự độc đáo á. Đó. Thà rằng để một cái con đường như thế này nó gian khó một xíu, đôi lúc chúng ta có leo lên một vài cái cục đá đó cả nhà. Đó thì hiện tại là con nít trẻ con cũng đi được nha. Lần trước thì bà Bóng Phở cũng đã từng đi với trẻ con lên đây rồi. Đó. Để an toàn thì chúng ta làm cái vách đứng thì đúng hơn, chứ đừng có bê tông hóa cái con đường này. Cái vách nó ngăn chặn cái sự té ngã đó thì nó đúng hơn. Đây là cái ngã ba này là tới rồi đó cả nhà, sắp tới. Ngã ba này đi lên đây là có một cái căn nhà. Bộ Phở vẫn chọn cái thấy dốc đứng dễ sợ chưa? Wow, chưa phải nha. Chưa phải cái ngã ba căn nhà nha cả nhà. Ồ đó. Rồi, đây tới cái cây này mới bắt đầu là tới ngã ba cây nha, căn nhà. Đó. Đây cái cây này đây. Và có một cái căn nhà sau này người ta mới cất lên. Kiểu như là cái lán chứ không phải là căn nhà ở cả nhà ha. Đó, đây là cái lán mà kiểu như người ta làm nương rẫy hay có cái lán vậy đó. Lúc này là 64 mét rồi cả nhà nha. Tới cái nhà này gần tới cái điểm check in. Con, cái điểm check in là chỗ nào đâu con? Lên đây nữa hả? Chưa tới hả? Cái chỗ nhà kìa. À đây, điểm check in lên đây hả? Qua nhà. Bà đi xuống nhà đi. Qua nhà một xíu. Cái này rồi. Là qua nhà rồi. Cái qua nhà là... một xíu rồi. Đây là cái chỗ nào là check in đâu, cái chỗ này nè đúng không? Ở cái chỗ này chỗ nào người ta không thấy bao giờ. Có mà, đây nè, rồi thấy rồi nè, chỗ bê tông nè. À đây. Đó. Đây. Đây, không thấy ông già rồi. Không thấy ông già rồi. Không thấy rồi. Đi đâu rồi? Mấy bữa có ông già trên này hả? Ông đấy bán nước. À, giả vậy làm ông ngoan. À, giả làm ông ngoan hả? Ừ, nó giả. Vui ông vậy? Ông giả làm ông ngoan thì lấy tiền. Ừ. Giả làm ông Nông Văn Ngoan là chủ quán này đó cả nhà. Chú cũng là người phát hiện ra cái view này nè. Bởi vì chú chăn trâu á, chú phát hiện ra lên đây chú chân nó lộn chân dê đó, chú mới phát hiện ra đây là cái điểm view đó cả nhà. Wow. Đó, nếu mà chúng ta lên đây chụp hình chúng ta cũng sẽ có nguyên một cái con đèo này, là cái phong đền của chúng ta như vậy đây nè. Và bây giờ thì chúng ta cùng ngắm hiện trạng cái con đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà cả nhà ha. Wow, ngắm bao nhiêu lần rồi. Bổ bổ, hùng vĩ quá, đẹp quá. Bổ một cái tầng đó, chúng ta thấy không? Giờ thì nhìn, vẫn còn nhiều người hỏi là sao không làm đường thẳng. Thật ra bổ hồi xưa cũng hỏi câu đó đó.
chúng ta đã thấy không còn những cái đống đá nữa ha cả nhà ha. Wow, và những cái tầng trên đã có một cái màu trắng rồi đó, có nghĩa là coi như là một nửa cái đoạn đường, một nửa cái con đèo Bạch Mẹ thì đã được cái mặt đường đã trải một cái lớp nền rồi đó, chưa có làm nửa mặt đường cả nhà nha, chưa có hoàn thiện. Là một đường thẳng thì sao là cái cầu chuột luôn á, khó phải chạy, khó phải chạy xe. Đặc trưng của Bảo Lạc là những con đường nhiều tầng, nhiều tầng và nhiều tầng. Và đây là cái con đường mà cái cua xuống hồi nãy chúng ta đầu video chúng ta đã gặp anh Duy đang làm ở đây cả nhà ha. Cả nhà ơi, như vậy là tóm lại qua những hình ảnh flycam vừa rồi cho chúng ta thấy rằng là đường đã làm được coi như là cái nền đó không còn xe gầm thấp vẫn chạy được, nó không còn, nói chung là nó bằng phẳng rồi đó, cái nền nó đã ok hơn một nửa rồi ha, cái mặt còn lại thì cũng phẳng rồi đó. Tuyệt quá trời luôn á. Như vậy là xe gầm thấp gầm cao gì cũng đi được thoải mái rồi. Quán chú Nông Văn Oan bữa nay có một cái mới đây. Chào cô chủ quán. Thôi cô chủ quán cơ đang bán đủ đồ hết ha. Ủa của con luôn á hả? Của riêng con luôn. Trời ơi, ba lớn mà có sự nghiệp riêng rồi đó hả? Sướng vậy. Con đi nha. Cảm ơn con. Chắc có lẽ là hết nổ mình rồi. Bây giờ chắc là qua giai đoạn, bây giờ chỉ còn làm mặt đường thôi đó cả nhà. Đây chúng ta đang cua xuống hai cái cua này nè. 15 tầng là không bao gồm hai cái cua này. Cua xuống là không kể, chỉ kể cua lên thôi. 14 cua, 15 tầng. Và nãy là anh Duy cái người là người thi công mấy cái đèn đó cả nhà. Đó, đây. Đội của anh Duy đang thi công đây. Phần nước, thoát nước. Đó. Xin chào anh Duy cả. Về nha anh Duy. Bye. Đi đây. Nhanh nha. Mới đó mà làm được một đoạn rồi đó. Đó, bên phải là cái nhà xóm Bắc Nạp, nhà anh Trang đó cả nhà. Đó, bữa nay trời trong, chúng ta thấy luôn được cái trên núi ha. Đó, vẫn còn cào đường kia kia xa xa, gần gần con đường vách đá đậu phụ hang thẩm xỉm. Đó, du khách và mọi người vẫn phải đang chờ đây. Thung lũng hôm nay đẹp quá cả nhà, vàng rực luôn đó. Đó, và đây du khách người ta cũng dừng, nhìn nhờ cái đường người ta làm sửa lại á, có vẻ như là nhờ cái đường sửa lại chúng ta có cái bờ chúng ta ngắm nó đẹp hơn á cả nhà. Đó, và kia bên tay trái là con đường vách đá đậu phụ. Wow, không cần flycam chúng ta cũng có một cái góc nhìn rất là đẹp cả nhà ha. Ồ, thích quá vậy. Cả nhà ơi, nãy giờ mãi mê chụp hình với du khách mà bầu ông phở thì hết nắng rồi, không bây giờ bay vội flycam đi chứ để rồi hết nắng là không có chụp hình đẹp nữa. Hôm nay thật sự là bất ngờ với những hình ảnh này, chỉ có một xíu cái không gian chỗ này khi làm đường người ta mở rộng ra một xíu thôi mà chúng ta lại có một cái view hả, đẹp ơi là đẹp. Mà
nói một xíu thôi chứ tính ra là cũng mấy mét đó cả nhà, cũng được hơn một mét. Đứng ra đây hơn một mét so với lại ngày trước là một cái view hoàn toàn khác, vừa được trọn vẹn cái thung lũng Cao Bắc, vừa thêm cái con đường vách đá đậu phụ kia nữa, quá là ấn tượng ha cả nhà ha. Bây giờ thì chúng ta cùng bay flycam ngắm con đường vách đá đậu phụ, cập nhật thôi coi tình hình như thế nào cả nhà ha. Cả nhà ơi, bây giờ đã 4 giờ hơn, mới vừa nắng đó mà giờ đã tắt nắng liền rồi, nhanh quá, hy vọng chỉ là một đám mây thôi, có thể là chúng ta vẫn còn kịp bay đó. Thời tiết khá là lạnh nha cả nhà, ưu tiên ngắm cái này trước đi cả nhà. Anh Thi nói là có một chiếc xe máy vừa đi lên đây, chắc là xe máy của bà con hả anh Thi? Sao bà ông Phở không thấy nha. Đây, nhanh quá, chắc là vượt qua con đèo rồi, con đường vách đá rồi. Giống như có người trên này vậy. Có người không? Không có, không có cả nhà. Rồi, ôi ai đó chạy nhanh quá. Đây, tới con đường lũng khình rồi đây cả nhà nha. Đây, sau lưng bà bán phở là du khách rất là nhiều. Ai đây? Có lẽ là du khách không? Không phải. Đây, đã tìm ra chiếc xe của hai ông nhóc nào đây. Đây là con đường lũng khinh rồi nha cả nhà. Đó, có hai ông nhóc đang ngồi ăn đây. Nè, đẹp lắm. Đẹp chưa? Đẹp lắm đó. Đây, nhóm du khách đây cả nhà. Khách liên tục dừng ở đây để check in. Đó là khách chưa có lên tới cái đèo, cái đường vách đá đậu phụ nha. Đó. Đây, một nhóm du khách, bà bán phở đứng đây nè cả nhà. Đó, anh Tây ảnh đi rồi đó, anh đứng lại anh chụp hình xong ảnh đi rồi đó. Còn một nhóm du khách tiếp tục nữa, một chiếc phượt và một xe người Thái. Đó, đã chưa, ai cũng ấn tượng với cái thung lũng này và với cái con đường vách đá đậu phụ này, ai cũng ấn tượng hết cả nhà. Khá là cao ha cả nhà ha. Đây là cái con đèo này, cũng đèo Cao Bắc này cũng khá là cao đó. Mà cái quan trọng là vừa qua cái con đèo này, nó lại tiếp tục một cái con đèo phía trên kia nữa. Đó. Bây giờ bà bán phở ưu tiên quay thung lũng trước cho để hết nắng nha cả nhà. Đó, để chúng ta coi thử coi là, ô cái nắng nó vàng, trời, cái đất nó vàng y như là mùa lúa chín vậy cả nhà ha. Để chúng ta kiểm tra coi cái cáp, hôm bữa có ghé thấy là ổn hết rồi. Chúng ta đẹp quá. Bà bán phở đi bao nhiêu lần mà lần nào nó cũng làm bà bán phở ngỡ ngàng vì cái vẻ đẹp của cái thung lũng này đó cả nhà. Thiên nhiên ở đâu cũng vậy đó, mỗi một mùa mỗi khác, mỗi một ngày mỗi khác, mỗi một giờ mỗi khác. Đó, từng khoảnh khắc, từng phút giây nó đều khác hết đó cả nhà. Nó đẹp ghê chưa. Lần đầu tiên bà bán phở thấy cái thung lũng với cái màu sắc vàng như thế này á, chưa bao giờ bà bán phở thấy được, là đây là lần đầu tiên. Đẹp quá, không biết đến bao giờ bà bán phở sẽ chán nha. Đẹp chưa. Đó, thích nhất là nó có một cái view quả núi này nè, trời ơi nó đẹp. Nó
quẹo phải là vô một bản làng, còn quẹo đi thẳng nhánh bên trái là vô về hướng Bác Bó cả nhà ha. Rồi chúng ta cùng quay lại đi cả nhà. Chúng ta nâng độ cao lên. Rồi. Đây. Hang Thẩm Xỉm. Một khung hình này chúng ta vừa thấy được con đường vách đá đầu phụ hang Thẩm Xỉm. Đó, vách đá đầu phụ phẳng lì và hang Thẩm Xỉm bên phải kia. Chúng ta sẽ đi tiếp qua đây. Con đường Lũng Khinh. Rồi, con đường Lũng Khinh xin kính chào quý khách. Rồi, để bọn Phở cập nhật coi thử làm sao. Ồ, coi như là đất trống hết rồi, để bà con chuẩn bị gieo hạt đó cả nhà. Sạch sẽ hết luôn ha. Đây là mùa gieo hạt mà. Chính vì vậy cho nên là bà bón phở không có làm được mà phải về đây. Đó, bay tới bay lui. Bay cao lên. Chưa bao giờ bọn vợ thấy những cái nương ngô mà nó sạch như vậy luôn á. Đúng là bà con đã đốt sạch sẽ, dọn sạch sẽ hết luôn rồi để mà gieo hạt, cho nên là nó trả lại cho đất một cái màu vàng nguyên của đất vậy đó. Và đây, con đường Lũng Khinh, chúng ta đi tiếp tục vô coi thử ha. Chúng ta đang độ cao 246 mét. Đó, đẹp ha. Để coi bà con có làm thêm miếng nào không. Có đâu mà làm, bảo vỡ nó đùa thôi. Tại xi măng cũng hết sạch rồi. Những cái chỗ trắng trắng này là những cái bãi đá cũ ngày xưa. Đó, đã còn chút chút thôi. Chúng ta tiếp tục nâng độ cao đi để nó mất sóng. Đó. Ồ, bữa nay chúng ta thấy đá nó lộ ra rất là nhiều cả nhà ha. Đá và đá. Chỗ màu đen xám là đá đó. Đây. Tới cái con đường này là bê tông rồi nè cả nhà. Đó, chúng ta còn thi công tới chỗ này là hết. Đó. Dĩ nhiên con đường Lũng Khinh nó còn kéo dài tới cái ngã ba. Đây, ngã ba này đây. Đó. Nhưng mà chúng ta thi công tới đây thôi. Tại vì trước đây nhà nước đã cùng với bà con xây đường mấy năm á, con đường dần xây, mỗi năm vài tấn xi măng xây đó. Và đây là cái xóm nhà anh Trang. Đây, xóm nhà anh Trang. Xóm Bắc Nạp á cả nhà. Ồ, cái núi ở đây cả nhà có nhận ra một cái màu rất là khác không? Cái núi nó màu xám đen luôn, không lẽ bà con mới đốt hả ta? Anh Thi ơi, có phải cái núi này bà con mới đốt nó ra thê thảm vậy không? Đúng rồi, hôm rồi là cháy là Trang còn gửi video. Wow, bị cháy hả? Sao cháy vậy? Là vô tình cháy chứ không phải là cố tình đốt đâu hả? Có thể là người ta đốt nương, đốt bám. Trời ơi, chết rồi, cái núi người ta nó thành một cái màu xám rồi. Vậy rồi làm sao ạ? Mưa một trận thì lại lên xanh tốt hơn. À, không sao đâu ha. Ôi, đó, nhà anh Trang kìa. Vườn nhà bà con vẫn có những cái vườn rau xanh đó. Không sao cả. Ô, một cái quả núi bữa nay nó màu xám đen tro bụi luôn. Rồi, hết maximum độ cao. Ồ, tí má ơi. Hôm nay bay cũng có một cái ghi lại một cái hình ảnh khá là hiếm hoi ha. Có bao giờ cái núi nó mà nó màu như vậy đâu. Trời ơi, không thể nhận diện ra được nó luôn á cả nhà. Và đây, xóm nhà anh Trang đây. Nhà anh Trang làm cái gì đó. Đó. Cũng bê tông. Đó. Đó, đất nhà anh Trang cũng sạch sẽ luôn rồi nè. Đó, sạch chưa bao giờ sạch vậy luôn á. Để chuẩn bị trồng ngô. Còn bên kia là đá và đá. Đó. Rồi. Nó không, độ cao nó không thể nào mà đủ để bay là lũng quẩy cả nhà. Maximum rồi ha. Bây giờ bạn phải tăng độ cao trở lại.
Nói chung thầy thấy cái con đường xích sắc không? Đó chính là cái con đường, một phần con đường Lũng Khinh mà bà con đã thi công đó. Cái độ dốc nó kinh khủng khiếp. Đó. Ở góc này chúng ta thấy nè, bên trái là thung lũng Cao Bắc đó cả nhà. Đó, nó dần lộ diện nè. Thầy Mẫn Phở sẽ quay tiền cảnh là cái rồi, maximum rồi. Đó. Cái quả núi này. Đó. Nếu mà tịnh tiến thì xóm nhà anh Trang, xóm Bắc Nạp nó khá là gần cái thung lũng Cao Bắc ha. Thấy vậy thôi. Nhưng mà đi không thể đi được lên luôn á cả nhà. Không thể đi được. Rồi, bây giờ bọn Phở sẽ bay qua thung lũng Cao Bắc. Còn pin bao nhiêu? Pin chỉ còn 33%. Bay qua thung lũng Cao Bắc. Chỗ này nó lạ lạ, không biết nó qua nổi không nữa nha cả nhà. Lần đầu tiên bọn Phở bay cái góc này, bay kiểu này cũng hơi hồi hộp đó nha, không có đùa đâu. Nó bay 500m rồi mà nó không cao qua nổi qua cái quả núi này. Ồ, lần đầu tiên bọn Phở bay góc này hơi hồi hộp đó. Vậy là hai cái độ cao có lên trên nhà anh Trang nó là chưa với lại gì so với lại Lũng Quẩy đó, vậy mà nó đã cao như vậy rồi. Ồ, mù sương rồi, thấy không cả nhà? Đó là lý do tại sao mà bọn Phở vội vàng bay flycam. Rồi chúng ta đang ra thung lũng Cao Bắc rồi. Đó, với độ cao 500m bọn Phở sẽ hạ dần đây rồi. Chết cha, 27% confirm cho nó về luôn. Rồi, nó về. Độ cao chỉ có 26m thôi. Đang về. Nó đang âm độ cao rồi. Rồi, nó đang 7m chiều cao thôi. Rồi nó đang qua đống khói rồi nè. Cao lên. Cao ngang mình. Cao chút. Kìa. Thấy không? Ở An Tàu Phong, em cứ tới đi ha. Rồi. Ghê quá. À, tới rồi, kịp rồi. Ở đi học về kìa cả nhà. Ủa, ai giống anh Trang vậy? Phải anh Trang không? Đi đón con hả? Ờ, đi đi. Rồi chút nữa bọn Phở về luôn nha. Hả? Chút nữa bọn Phở về Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn à? Ừ, chứ bây giờ chứ ai cũng bận rộn hết. Sao giờ? Gọi lý trồng ngô mà anh à? Ủa, hôm nay trồng ngô hả? Đấy. Trồng xong chưa? Xong rồi. À, xong rồi hả? Xong rồi. Một ngày nữa mới xong hết. Một ngày nữa xong ngô. Ừ. Nhưng mà đó là nhà anh Trang, còn bà con thì sao? Bà con thì sao? Bà con thì vẫn như là còn có mấy nhà chưa xong à? Rồi chừng nào mới làm đường được? Chắc là hơn 2 tuần nữa. Ồ, vậy, bởi vậy lâu lắm, nên để bà ông Phở về nha. Giờ công việc cũng như là chưa có nước. Ồ, không, nước thì mình mua được. Được chứ 2 tuần nữa cũng đâu có nước đâu. Thì nước mình mua luôn cho nó xong. À, chắc là có, 2 tuần chắc là nó mưa thì mưa to đấy. Ủa vậy hả? Ừ, giờ này nó mưa thì mưa to đấy. Ồ, vậy bạc đồ còn không? Bạc đấy, ôi, không còn rồi. À, mấy ông nhỏ đi học về kìa. Cưng chưa? Vừa đi vừa chơi cho nên đi rất là lâu. Có lần, rồi có người đi, một người đó à, nhìn nó liêu trai gì đâu luôn á. Đó. Ủa sao nghe cái tiếng ai làm cái gì vậy ta? Ai có làm rẫy không? Đừng có nói thấy bọn không Phở đi cái mấy người đi nhanh ha nha. Tôi biết đó, đi học về đó cả nhà. Cưng ha. Đó, trời lạnh cứ bị ho vậy đó. Ôi đẹp lắm cả nhà ơi. Ủa nó đẹp. Con đi học về hả? Con ở đâu? Chắc là ở Bắc Nạp á. Hoặc là ở... Trời, cưng không? Ở Bắc Nạp.
nên mới đi học về mỗi ngày nè. Thôi bỏ bỏ đi không lại đâu. Cưng ha, hình ảnh tuổi thơ chúng ta ngày xưa. Bỏ bỏ đi hết nổi rồi cả nhà. Đuối quá. Với lại lên đó cũng không có làm gì. Và bây giờ bỏ phở leo xuống trở lại. Các con ngày xưa khi chưa có con đường vách đá này nè. À đây nè. Đó, cái đường này nè cả nhà, sau lưng bỏ phở. Chúng ta thấy không? Cái hang á. Ngày xưa khi chưa làm cái con đường vách đá thì bà con phải để xe ở đây nè, chỉ được chạy xe từ đây thôi. Còn không thể nào mà chạy xe về nhà được. Đó. Cái vách núi đá, cái vách đá đầu phủ nó kinh khủng khiếp lắm. Nhà nước nổ 130 quả mình mới hạ thấp được cái độ cao của cái núi đá. Rồi từ đó thì chúng ta mới đồng hành cùng với bà con để làm cái con đường vách đá đầu phủ hang Thẩm Xỉm này. Cho nên bà ông Phở nói rằng là đây là con đường do nhà nước và nhân dân cùng nhà tài trợ cùng làm. Đó. Bây giờ thì trẻ con đã được đến trường rồi. Chứ ngày xưa không, trẻ con thất học luôn. Giờ các con mười mấy tuổi đã lỡ tuổi đi học rồi, không có được đi học. Đó là cũng là một bài toán đau đầu mà ông Phở chưa giải quyết xong. Rất buồn cả nhà. Và đây. Đó, chúng ta thấy không? Con đèo Cao Bắc. Đó, một tầng, hai tầng, ba tầng vậy xong. Một chiếc xe nó lên rất là khổ sở, nó lên tiếp một cái con đèo thẳng đằng kia nữa. Đó. Đúng là bảo lạc. Ồ, vẫn còn nổ mìn đó cả nhà. Sorry cả nhà, có lẽ không phải nổ mìn đâu, mà là những cái xe mà người ta xúc đá đó, người ta đá cho nó xuống mấy cái thung lũng á, mấy xe ben á, người ta lại đổ đá xuống cái thung lũng, chắc có lẽ nó tạo ra cái âm thanh đó. Chứ bọn Phở nghĩ rằng là đã xong cái giai đoạn nổ mìn rồi, bây giờ là chỉ còn giai đoạn làm mặt đường thôi. Và đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà cũng vậy á cả nhà. Ha ha, bà con lũng quẩy đó cả nhà. Chúng ta thấy trò không? Có một điều mà bà bón phở rất là đau đầu là cái chuyện bà con bón phở vẫn thường xuyên nói bà con là chặt cành thôi, đừng có chặt cây. Chúng ta còn phải trồng cây ra để chúng ta đốt, có củi để mà đốt. Thứ nhất là ở đây rất là lạnh giá, là nó có vùng cao mà, và chỗ núi đá này nữa. Cái chuyện mà bếp củi nó rất là quan trọng với bà con. Thứ hai là bà con chăn nuôi gia súc gia cầm thì ngày nào bà con cũng phải nấu, cho nên một cái lượng gỗ, lượng củi rất là lớn. Rồi nấu ăn đồ cũng vậy. Nó cái bây giờ mà nếu mà bà con cứ tiếp tục vài chục năm sau thôi không có chặt cành, không trồng cây thì con cháu của bà con ở đây sẽ không còn gì. Và lúc đó lại giống như bên cao nguyên đá Hà Giang, giống như bên Sủng Trái chẳng hạn, thì đá núi toàn là núi, không có phủ xanh cây như bây giờ đâu. Ở đây là cây phủ xanh rất là đẹp, riêng Cao Bằng núi đá có phủ cây cả nhà ha. Lúc đó không có củi để nấu ăn thì lại dùng cái gì? Dùng chính những cái thân ngô, dùng chính những cái thân ngô khô để mà làm củi. Và khi dùng những thân ngô khô làm củi thì sao? Nó không có cái gì mà để mà còn sót lại để mà đốt. Đó, để mà đốt lại, đốt đây nó tạo nên những cái đám tro, nó trở thành phân cho cái cây nó tốt hơn. Còn không có tro, không có tiền mua phân, mà phân đi nữa thì nó cũng là chai đất đi. Đó, thì không có cái kiểu làm tự nhiên như ngàn năm nay. Thì nó lại vô một vòng lẩn quẩn là năng suất lại thấp và lại đói nghèo, lẩn quẩn, kinh khủng khiếp, rất là đau đầu cả nhà. Tạm biệt con đường vách đá đậu phụ ha, Thẩm Xỉm. Khúc đoạn đường này nè, là đứng chụp hình rất là đẹp nha cả nhà. Ngay cái cua trực diện với lại con đường vách đá. Ôi, chúng ta sẽ có một cái tấm hình rất là đẹp. Ồ, đẹp chưa? Sắp tới cái chỗ cáp rồi, nhưng mà bà ông Phở phát hiện thấy bà con ở đây có con bò đang cày, bà con đang làm đồng ở đây nè.
cho nên bà ông phở vô coi thử coi ở đây đá nó nhiều hay không. Bởi vì với bà con ở núi đá Cao Bằng này á, thì cái hình ảnh mà trâu bò cày nó rất là hiếm. Mà ở đây bà con mà trồng ngô á, là bà con lại dùng cái gì? Cái cây gậy á, chọt cái đó. Tức là đá nhiều quá, đá nhiều quá, nhất là trên bản Cà Lò đó cả nhà, thương lắm. Nó khổ hơn, kiểu khổ luôn á. Con đường vách đá đậu phụ ở trên đó cả nhà, đó là một cái vách đá nữa. Và dưới đây, đó, ngay chân núi luôn, ngay chân núi con đường vách đá đậu phụ, một cái thửa ruộng này, quá là đẹp. Đất không à, không có đá ha. Ui, ngon lành chưa. Và em bò đang cày. Đó, thẳng đẹp nha. Ồ, đây được cày là ngon rồi. Đó, có đất để cày là ngon rồi đó. Ừ, không có đá luôn. Wow, đã quá. Mừng cho bà con ở dưới đây. Đó, ngon lành chưa. Đó, ở trên đó là con đường Lũng Khinh cả nhà. Chỗ đó hôm trước anh em đang thi công cáp đó cả nhà, cái vách núi đó. Và bên kia bà con đang thu cái gì nữa kìa, có thể là đậu không. Và kia có một con ngựa trắng nữa. Ồ, đó, quả núi đó chính là con đường vách đá đậu phụ ở phía trên đó cả nhà. Xin chào em bò. Đó, đẹp quá ta. Chào chú. À, mình trồng ngô phải không chú? Mình cày về để trồng ngô đúng không ạ? Dạ. Thấy đất nó khô quá cả nhà ha. Nó khô như vậy rồi sao ta? Cứ gieo nó xuống rồi chờ mưa hả? Ngộ quá ha, nó khô lắm. Con trâu. Tưởng con ngựa. À dạ. Đó. Đó, gom từng gống vậy là xong rồi bà con sẽ đốt. Đúng đó, rồi. Đốt. Rồi khi nào mới trồng ngô, mới gieo hạt? Tầm một tuần nữa. À, một tuần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta về cái chỗ khoai mì đi. Đó. Anh Thi có thu thập tin tức gì không? Có tin gì không anh Thi? Hả? Sao cây mì ở đây nó cao dữ thần vậy, nó cao gấp đôi anh Thi luôn. Cái mì này lạ quá vậy? Con lên trồng để chăn nuôi. À, để lấy con mì để xay sát ra làm cám. Cám chăn heo, chăn ấy. Ừ, chỉ là chăn nuôi thôi. Chăn nuôi. Dạ. Thu được nhiều không cô? Cô trong băng này cũng được vài chục bao đấy cô. Trong tình lúc tháng 10 đến bây giờ. Tháng 10 vậy là bây giờ tháng 1, tháng 2 rồi. Vâng. Dạ, là 3 tháng. 3 tháng là thu hoạch được. Cái này khoai mì này ăn được không? Ăn hơi đắng. À, nó đắng hả? Ừ. Vậy là cái mì này là mì cao sản. Cái cao sản thế này, đây này. Cái dạ, cao sản nó khác nữa, đây chỉ một cây lên. Ừ. Nhưng mà nó bé hơn thôi. Dạ, vậy, ừ, vậy cái này phải cao sản không? Cái này hồi trước cũng cũng ở đâu công ty nào cũng lấy giống về cho trồng. Ừ, ừ, trồng ốc cái này được mấy năm rồi đó. Dạ. Ừ, 6 năm 7 năm rồi đó. Ồ. Ừ. Dạ. Em cảm ơn nhiều ạ. À. Em đi nha. Vâng. Dạ. Đi qua cái cáp treo, thăm cái cáp treo rồi để bà muốn phở về Sài Gòn cả nhà ơi. Kia cả nhà. Đó, cáp treo đằng đó thôi, gần lắm cả nhà. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta là cái vườn cây ăn trái của bà con, bao gồm cây lê, cây bưởi, cây đủ thứ cả nhà. Đó, mà là nhà nước cho. Hồi nãy chúng ta cũng nghe cô ấy nói rằng nhà nước cho cái giống cây mì á, để mà đó là đúng. Nhưng mà cái vườn cây ăn trái nè, bọn phở rất là buồn cái chuyện mà đây, những cái vườn cây ăn trái không phải là giống bản địa thuần chủng. Rất là buồn. Bọn phở nghĩ rằng hơn ai hết, những người mà chúng ta đang làm những cái nông nghiệp này, chúng ta hiểu hơn bọn phở nhiều chứ. Hiểu rằng là chỉ có những cái cây giống bản địa thuần chủng, nó mới cho ra những cái trái nó khác biệt
nó ngon và nó chịu đựng được cái thời kỳ khắc hậu ở địa phương đó. Chứ từ Đông Bắc qua Tây Bắc, ở đâu cũng một cái cây lê giống nhau, rồi trồng xong bán cho ai, ở đâu cũng có. Mình nghĩ tới cái chuyện bán chứ, bán cho ai khi mà ở đâu nơi nơi nó cũng có, và nó còn dở hơn là kể cả lê Trung Quốc nữa. Chị thì bán cho ai bây giờ? Đó, rất là đau lòng. Trong khi giống bản địa thuần chủng ở cái Bảo Lạc này, cái cây lê nó thật là rất là quý, rất là tuyệt vời. Nó vừa to trái, còn bữa có một lần bọn phở bán lê Hà Giang dùm, trời ơi, nó hư không thể, mà trái nó nhỏ nhỏ như trái ổi vậy đó, mà nó hư không thể tưởng tượng. Rất là uổng cái tiền xe mà ship vô, cái tiền máy bay bay vô, rất là tiếc luôn. Cho nên là chúng ta làm cái gì, trời ơi, rất là đau lòng khi mà chúng ta để bà con trồng những cái này, trồng rồi sao nữa, không lấy hái ăn chứ bán được nhiêu tiền đâu. Mà tại sao cũng là công trồng, đất đai thì đã hiếm núi đá rồi, trồng cái gì thì nó phải quý và phải bán được tiền nhiều hơn chứ, nó phải là khác biệt mà chỉ có ở nơi này nó mới có. Vậy là lê bữa gì cũng 3 năm hết á, nhưng mà lê bắt đầu có trái rồi. Năm ngoái lê có trái chưa? Ngoái là có ít, nhưng mà năm nay nó lại ra hoa mà độ hơi nhiều, nhưng mà sau này chả biết nó nóng. Dạ, vậy cũng lần đầu tiên biết thôi. Tiền quả ấy, một cây á. Cái lê cổ thụ hả anh Thi? Wow, một cây mà một năm mà nó trúng là bán được cả chục triệu luôn. Wow, rồi, không, không thấy dấu vết luôn. Sắp tới chúng ta sẽ thấy ngô mọc lên lúc mà chúng ta làm đường. Đây, cát vẫn ổn cả nhà ha. Đó. Rồi. Kìa, cáp căng cứng ngắc luôn. Ở đó, ồ, đã chưa? Và đây, hoa gạo cũng sắp nở rồi cả nhà. Cả nhà ơi, như vậy là mọi sự ổn cả nhà ha. Bây giờ thì bà Bón Phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.